Anh em chào mọi người cái nào. Đó là đây đây. Đấy. Tự giới thiệu về mình đi Dương. Đi gỗ đấy. Hello. Dương. Anh em chưa lắm. Luôn. Anh muốn lăn về lóc nha. Phạm Hoàng Duy đang sống tại Hà Tĩnh. Hương Sơn phải không? Đang văn nhớ đăng ký cho Môn Lăn TV gây. Môn Lăn TV. Nãy mình chia sẻ nha, chia sẻ nói chung. Phạm Hùng ơi, Phạm Hùng, chào bà con cái nào. Phạm Hùng đang mặc bộ mặt làm bà luôn. Đỉnh núi mới đấy. Khó đấy. Chào tất cả các con vợ vì con kênh. Đi chỗ bá chung quay sổ đây. Ở biển đếm chân tháng với ông Kha nữa đi đổ kia. Trần Minh Hiếu hiện tại đang sống hai bên. Giờ dịch không sống bên nào nữa. Ngoài cổ ơi. Bảy không có màu đen. Bảy tháng bên tế bắt ra rồi lại tăng cốc cà phê đấy ạ. Tăng cốc không có không bên ạ.